Ngày 1 tháng 7, Công an tỉnh Cao Bằng thông tin chính thức về vụ phát tán đề thi trung học phổ thông môn ngữ văn. Kết quả điều tra xác định thí sinh H có quen một cô gái tên T sinh năm 2003, trú tại thành phố Cao Bằng, hiện là sinh viên trường Đại học Tài chính. Tối 27 tháng 6, H liên hệ với T qua ứng dụng Messenger để trao đổi về việc hỗ trợ làm bài thi môn ngữ văn và T đã đồng ý giúp. Tại buổi thi môn ngữ văn sáng ngày 28 tháng 6, H đã mang điện thoại vào phòng thi 0716, Hội đồng thi Trung học phổ thông thành phố Cao Bằng. Sau khi đề thi được công bố, H đã chụp đề và gửi cho T vào lúc 7 giờ 45 phút. Tuy nhiên, bạn trai của T là NT sinh năm 2002, trú tại tỉnh Phú Thọ có tài khoản Facebook của T đã vào đọc tin nhắn trao đổi giữa T và H. NT lưu hình ảnh đề thi môn ngữ văn và đăng tải lên Facebook vài phút rồi xóa. Ngay sau đó, đề thi đã bị lan truyền lên mạng. Chiều 1 tháng 7, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết Phòng Cảnh sát Kinh tế vừa quyết định khởi tố 3 đối tượng về hành vi vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài chính Công tỉnh Hà Tĩnh và các đơn vị liên quan. Theo đó, bị can Nguyễn Thành Trung, 46 tuổi, giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị giáo dục và đồ chơi Phương Anh, có hành vi về tội trốn thuế. Bị can Nguyễn Thị Bích Ngọc, 39 tuổi, kế toán trưởng, nguyên giám đốc tài chính của Công ty cổ phần Vạn Xuân, Trần Thị Châu Giang, 41 tuổi, tổng giám đốc thẩm định viên về giá và Nguyễn Thanh Tùng, 41 tuổi, thẩm định viên về giá thuộc Công ty cổ phần đầu tư và định giá An Dương, cùng về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Sáng 1 tháng 7, tại một siêu thị trên địa bàn phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, một người đàn ông lấy xăng đổ lên người một người phụ nữ, sau đó dùng dao trạch mặt nạn nhân rồi bỏ trốn. Chiều cùng ngày, Công an thành phố Thủ Dầu Một tiến hành truy tìm đối tượng chưa rõ danh tính đã đổ xăng lên người phụ nữ. Theo thông tin ban đầu, nữ nạn nhân có quan hệ tình cảm với người đàn ông, nhưng gần đây xảy ra mâu thuẫn. Ngày 1 tháng 7, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng mở phiên lưu động xét xử Lê Phú Cao, 32 tuổi, quê xã Lộc Trị, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, tạm trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, về tội cướp tài sản. Nhằm chứng minh năng lực tài chính để được xuất khẩu lao động New Zealand, Lê Phú Cao đã đi cướp tài sản tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng ở số 1 Đống Đa, phường Thạch Thang, quận Hải Châu. Theo đó, vào ngày 20 tháng 4, Lê Phú Cao mang một khẩu súng nhựa, một trôi điện, một con dao, một túi vải đến ngân hàng và sau đó uy hiếp tất cả nhân viên phải quay mặt vào tường. Yêu cầu kế toán Nguyễn Thị Huế lấy tiền bỏ vào trong túi, đưa cho Cao 660 triệu đồng. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, Cao đi cắt tóc để thay đổi đặc điểm nhận dạng và đến ngân hàng Vietcombank trên đường Nguyễn Sinh Sắc, quận Liên Chiểu, nộp số tiền 60,6 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng mang tên Nguyễn Thị Lương, 36 tuổi, trú xã Quảng Lộc, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. Đến 21 giờ ngày 21 tháng 4 thì Lê Phú Cao bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng bắt giữ. Tại phiên xét xử, Lê Phú Cao bị hội đồng xét xử tuyên phạt mức án 20 năm tù về tội cướp tài sản và buộc bị cáo tiếp tục có trách nhiệm bồi thường số tiền còn lại cho ngân hàng. Ngày 1 tháng 7, Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết ngày 30 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã bắt tạm giam đối với Nguyễn Hòa Quốc, sinh năm 1982, Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 7203D, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và Bùi Chiến Thắng, sinh năm 1988, đăng kiểm viên để tiếp tục điều tra về tội nhận hối lộ. Kết quả điều tra cho biết từ năm 2019 đến khoảng đầu năm 2023, Nguyễn Hòa Quốc và Bùi Chiến Thắng đã nhiều lần thỏa thuận trực tiếp hoặc qua trung gian nhận tiền của chủ phương tiện đối với 68 hồ sơ hoán cải xe ô tô vận tải để bỏ qua sai phạm thiếu sót trong hồ sơ nghiệm thu, cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật cho các phương tiện vận tải sai quy định. Theo đó, tổng số tiền hai đối tượng đã nhận hơn 700 triệu đồng. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa có nhận định tình hình nhiệt độ cả nước từ ngày 1 tháng 7 đến 31 tháng 7. Dự báo nhiệt độ trung bình tháng 7 năm 2023 tại các khu vực trên phạm vi toàn quốc phổ biến ở mức cao hơn so với trung bình nhiều năm khoảng 0,5 độ C. Riêng khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ sẽ cao hơn từ 0,5 đến 1 độ C, thậm chí cao hơn. Trong tháng 7, khu vực Trung Du Đồng bằng Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ xuất hiện nhiều ngày nắng nóng hơn so với trung bình nhiều năm. Trong tháng 7 năm 2023, bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng xuất hiện từ 1 đến 2 cơn trên Biển Đông, có thể ảnh hưởng đến Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. Miền Nam cơ bản không chịu ảnh hưởng của đợt nắng nóng. Gió mùa Tây Nam ở phía Nam sẽ có nhiều ngày mưa rào và dông ở Nam Bộ và Tây Nguyên. Cục bộ có ngày xuất hiện mưa dông mạnh kèm theo mưa lớn, tập trung nhiều vào chiều tối.